Xin chào tất cả anh em. Thì gần đây ấy, mình nhận được rất nhiều cái câu hỏi của mọi người là cái tôi ở xa thì mua cái camera hành trình West Vision S8 này thì về tôi lắp kiểu gì, các anh có kỹ thuật đến lắp tận nơi hay không. Thì mình xin trả lời là hiện tại ấy, thì bên mình có chi nhánh ở Hà Nội và Sài Gòn, có hỗ trợ lắp đặt cho tất cả các anh chị ở xung quanh nội thành. Còn những anh chị ở xa thì bên em là có gửi hàng cho anh chị qua bưu điện để anh chị về tự lắp đặt. Thì cái lắp đặt đấy nó đơn giản lắm, nó không có gì mà cao siêu đâu. Thì hôm nay em sẽ làm cái clip này để hướng dẫn anh chị cái cách mà lắp đặt cái camera hành trình West Vision S8 này, một cái model đang rất là hot ở trên thị trường hiện nay, để các anh chị có thể lắp ở trên xe. Thì đây là em đang ngồi trên cái xe Innova, em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách lắp đặt. Để lắp đặt được cái camera hành trình này thì chúng ta sẽ phải lắp cái camera S8, và cái giá gắn này hút ở trên kính này, và nó cũng đồng thời là cục GPS luôn, nó có ngoàm hết rồi. Chúng ta phải lắp đúng, sau đó đẩy mạnh tay một chút, bao giờ nghe tiếng kêu tiếng cạch một cái thế là chúng ta lắp ok. Sau đấy thì chúng ta sẽ lắp nó lên ở cái vị trí ở dưới cái gương chiếu hậu này, chúng ta căn ra giữa thì cái camera này nó sẽ nhìn được toàn bộ ở phía trước, mà nó mình đặt cho nó vuông góc 90 độ so với mặt táp lô này. Với cái góc rộng 170 độ thì gần như là cái camera hành trình West Vision S8 này chúng ta có thể dễ dàng nhìn được ở hai bên vệ đường. Tiếp theo ấy, cái bộ nguồn. Trên cái bộ nguồn này chúng ta có thể thấy là nó có chiều dài là 4 m. Thế nên là chúng ta có thể đi được trên rất nhiều loại xe mà chắc chắn là không bao giờ chúng ta thấy là thiếu dây cả. Thì cái đầu này là chúng ta cắm vào chỗ châm tẩu, như xe Innova nó ở vị trí này. Còn rất nhiều cái dòng xe khác như Atit hay các thứ thì nó có thể ở vị trí nó khác đi một tí, nhưng nó cũng chỉ quanh quanh đây thôi. Còn cái đầu này là chúng ta để cắm vào trên camera. Do vậy là bây giờ chúng ta phải đi dây để làm sao mà cho xe đẹp và thẩm mỹ. Chứ cũng thực ra là cũng có nhiều anh là cũng lười đi dây nên là chỉ đi trực tiếp từ trên này dòng 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 xuống thẳng đây, chắc chỉ cần khoảng 50cm dây là ok rồi. Ok, sau đây thì kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn anh chị cái cách đi dây để cho làm sao mà nó gọn gàng nhất. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là đi dây. Nhất đây là cái đầu tẩu. Thứ nhất là nhiều cách đi. Nhất cách thứ nhất thì mình có thể mình cắm trực tiếp là cái đầu nguồn này, cắm đây để đo dây đúng không? Để đo dây. Thì 4 m thì mình phải giấu cái phần mà dài nhất để ở cái phần dưới này. Đo dây để mình có mình giấu cái chỗ thừa thì ở dưới. Các bạn chú ý là ở trên mép kính này ở bất kỳ một cái xe nào nó đều có một cái chỗ gọi là một cái khe, chúng ta có thể dễ dàng là mạnh tay đút vào là nó đút được hết, là dây nó đi vào trong hết, các bạn thấy không? Đấy, đoạn này có khi là để thừa ra một tí nữa này, không nó lại căng quá. Cái này không có, cái các bạn đi cách này như kiểu mình đi đừng đi đây. Cách này thì nhanh nhất. Các bạn sẽ cắm cái đầu tẩu này ở chỗ châm thuốc lá này. Đây, cái cổ này. Rồi sẽ các bạn sẽ cầm cái đầu này thì các bạn luồn qua. Đây. Đến nhiều xe thì nó có cái dưới này các bạn luồn kiểu nào cũng được. Nói chung là luồn cho nó gọn. Theo cái kệ bên dưới này. Đúng rồi. Mình có thể mình luồn dưới cái móc sắt này cũng được. Ok. Đây. Còn về đến ngoài này thì mình sẽ bửa cái Rồi ok. Bạn răng này ra. Để mình mang máy quay ra.
mình thực hiện quay sống 100% không qua xử lý để cho các bạn biết là cái thời gian mình lắp đặt nó sẽ mất khoảng bao lâu. Đây các bạn bừa nhẹ, nhẹ tay. Đây. Ok, mình cái cụm cao su này nó chỉ là cao su. Cao su. Nên là chúng ta kéo thoải mái. Đây, ok. Chỗ này các bạn có thể cậy nhẹ ra này. Mình luồn cái dây qua đây. Đó. Từ để mình quay sát vào. Đây. Okay. Đây mình có thể mình nhẹ nhàng mình bừa nhẹ ra. Rồi. Nhét cái dây vào đây. Rồi. Đó. Ok, bây giờ là xong bây giờ mình là... sẽ đi dây dần lên và mình thế nẹp dần cao su đấy là mình cứ nẹp vào thôi đúng không? À, chỉ cần ấn mạnh tay vào là cái dòng cao su nó khắc vào. Đây còn về đến đây thì cái xe nào cũng thế, mình có thể mình khẽ cái nhẹ, nó có cái chốt ở đây. Đấy, mình khẽ vừa nhẹ ra, mình nhét cái dây qua đây. Đấy, khi mình nhét xong rồi. Rồi từ từ để mình... đây. Đây. Khi mình nhét, mình nhét ở trong này. Nhét thì mình tránh chỗ cái chốt nó lên, cái lẫy chốt nó đi. Rồi. Đấy, nhét đầu dây vào. Rồi mình đóng mạnh vào. Đấy. Cho nó khít. Ok. Khi mình đóng chốt xong rồi thì mình sẽ hoàn tất cái chỗ bên ngoài này. Ok, thế là bên ngoài, phần ngoài mình đã xong. Đây. Còn phần này thì mình có thể mình bắt ở đây, mình sẽ chốt ở đây, sẽ buộc cái nó thừa một chút để là khi mình điều chỉnh thì nó sẽ không bị căng dây. Đây, nó thừa một đoạn đây. Đấy, sau khi mình sẽ cắm nguồn vào đây. Cắm nguồn trực tiếp vào đây. Ok. Đấy. Xong cái đoạn này thì nó sẽ thừa. Thì cái này không quan trọng vì trên này thì mình có thể cậy ra, mình phải nhét thoải mái. Thì mình sẽ gập cái đoạn dây để cho nó gọn vào đây. Đấy, thì mình đỡ phải đi ở bên dưới cho nó lằng nhằng. Rồi. Đấy. Để nhét. Vì mình để dài trên này, sau này mình có muốn dịch chuyển ví dụ như là cam hoặc là góc nào tùy mình ở trong xe. Mình có thể mình dịch chuyển được. Đó. Ok. Ok, thế là xong. Giờ chỉ cần khởi động xe và điện vào là ok. Đây, bây giờ mình sẽ bật điện này. Đó. Đấy. Xong, bây giờ okay. Rất là đơn giản. Hiện vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách đi dây sau cái camera hành trình Red Vision S8. Các bạn có thể thấy là sau khi mình đi dây xong thì dây không bị lộ ra ngoài, rất là kín đáo. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.